Chào các bác nhé. Bây giờ hơn 5 giờ chiều, chuẩn bị nhá nhem tối các bác nhé. Tiếp tục buổi chiều hôm nay thì em lại lại test theo đơn đặt hàng của bác khách nhé. Đây, con này được gọi là khủng long bạo chúa luôn. Con này là 32.000 BTU. Đây, con này là mặt gồ, cực kỳ là máy cực kỳ đẹp luôn, và cái độ mặt lạnh các bác nhìn này, nắp thì nhìn trông rất là hầm hố của những cái dòng máy VIP điều hòa Pala. Con này rồi điều hòa anh em gọi điều hòa tên lửa nhé. Đấy, VIP đời cao này để dùng cho phòng 50-60 m². Đấy, khá là to luôn, bật phát là lạnh luôn đấy các bác. Đây, em đang chạy thử để xem các bác xem con này dòng nó chạy được bao nhiêu rồi. Ôi chà, với thời tiết bây giờ mà nó lên được 9,1 ampe, gần 10A rồi, 2000W. Đây, với thời tiết này chưa phải là tăng tua đâu nhé. Ga khá là đủ rồi. Đấy, chạy rất khỏe, cửa gió chạy rất to, nhưng đặc biệt là những cái dòng này thì các bác lắp được vào những phòng khách, những cái đầu điều hòa mặt hồ này, cái lượng gió rất mạnh của dòng điều hòa này, riêng là cái tốc độ quạt của dòng mặt lạnh này. Đây, con này là con mặt gồ. Đấy, nó không có dâng, đầy đủ công nghệ luôn. Con này có nano eco lavi đầy đủ hết cho anh nhé. Eco lavi để nano khử khuẩn, cảm biến thân nhiệt. Đấy, riêng cái dòng đời từ 2015 trở lên là không còn ba la Việt đen nữa, không có mặt dâng nữa. Đấy, như con này nó gọi là hàng full tính năng, nó thay thế cho những dòng viền đen đời sau các bác nhé. Đấy, các khách này thì ở Hưng Yên đã đặt hàng em khá lâu rồi, nhưng mà tại thời điểm này em mới về được, và ngày hôm nay thì vệ sinh xong để test lên cho bác ấy thì chuẩn bị bàn giao cho bác khách ở Hưng Yên. Vì những cái hàng khủng công suất lớn này thì thực ra nói là rất hiếm, ít khi có những cái con công suất to như này về, khi là cả lâu lâu mới được một con đấy các bác nhé. Còn những cái dòng mà 24 hay 7000 thì nó sẽ sẵn hơn, với những con này thì rất ít. Lóng các bác nhìn, cao lênh khênh luôn, to đùng, to hơn những con VIP bình thường nha các bác nhé. Đấy, cái con bên trong kia đã to rồi, nhưng mà con này còn to hơn, cục lóng nặng hơn 50 kg. Đấy, con máy này em đã test con này rồi. Đấy, vậy anh em nào có nhu cầu về điều hòa thì tiếp tục lại liên hệ ủng hộ hàng cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.